Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện đến nhà của anh Mao với chị Đậu để quay phim khởi công xây dựng nhà cho gia đình của anh chị. Thì căn nhà này hôm trước thì cũng được một người chị nhờ đến đây để quay phim cũng như là giúp đỡ cho gia đình. Thì ngày hôm nay gia đình cũng được các cô chú anh chị giúp đỡ cũng nhiều. Ngày hôm nay mình đến đây để xây dựng cái căn nhà này cho gia đình. Chào anh, chào chị. Hôm nay nhóm thiện nguyện đến đây để xây dựng nhà cho gia đình mình ha. Thì cũng như là được các cô chú anh chị ở nước ngoài đây giúp đỡ cho mình căn nhà. Rồi bên cạnh đó xây toilet ha. Rồi sau cùng khi mà nhà cửa xong rồi đó cũng có hỗ trợ một phần tiền để cho gia đình anh chị đưa con đi Sài Gòn phẫu thuật ha. Dạ. Thấy mừng không anh? Dạ mừng. Được cái nhà thấy vui không? Vui không chị? Dạ vui anh. Rất chân thành cảm ơn mà mọi người có tấm lòng giúp đỡ cho gia đình em có cái căn nhà để cho con có chỗ ngủ. Dạ. Không có mưa dột. Dạ em chân thành cảm ơn gia đình em. Đợt này là làm cái nhà cho anh chị là nâng nền lên cao luôn ha. Cao hơn cái nền nhà của cha mẹ của chị nữa đó. Thì để sau này nó không có bị ngập, nước nó tràn vô nhà đó. Mình nâng cái nền lên cao rồi sau đó thì sau khi cuốn nền xong á thì sẽ bơm cát. Bơm cát cho nền cho gia đình. Thì Thiên cũng thay mặt một người chị ở Mỹ cũng như là một người thầy ở Florida, Mỹ có gửi 62 triệu để xây cất nhà. Chị Kim Anh và chị Trinh cũng có gửi tặng thêm 800 đô Mỹ nữa để mình làm cái toilet như là nâng cái nền lên. Rồi cũng có các cô chú anh chị ở Canada cũng có gửi tiền thêm. Thì sau khi mà hoàn thành nhà đó thì sắm một số đồ dùng trong nhà cho gia đình luôn. Thì ba mẹ Trần Chảy và Quách Chía gửi tặng 200 Canada, anh Trần Quốc Phong 100 Canada, Quỳnh Hà Diễm Hằng 100 Canada. Gia đình của cô chú Canada ủng hộ thêm. Thì trước mắt thì hôm nay là cuốn cái nền nhà cho gia đình anh chị trước nha. Đây rồi coi như nền cứng hết trơn rồi mình mới bơm cát được. Về gia đình được cha mẹ cho có cái nền vậy thôi hả? Dạ, cho cái nền thôi. Giờ nhiêu đó thì các kia đó dạ. Thì đủ cái nền đó ha. Cho dạ, con cái cho lấy khôn thì xem thành. Anh là trước khi bị tai nạn là anh nói chuyện bình thường không hay là vẫn vậy? Bình thường, giờ nó bị té được rồi chứ giờ nó còn chưa nói gì không. Tính ra mà không có bị liệt rồi là cũng đỡ lắm đó, cũng may phước lắm đó. Dạ, chứ nhiều người bị tai nạn xong rồi liệt luôn. Qua một ngày một đêm mới giỡn hay thì rồi lúc đó còn ấy còn đi làm hộ. Dạ. Mới lên làm thợ được 2 năm nay hả? Rồi cái đi tính năm nay đi làm mà làm đâu được năm nay. Ăn thua cái dài á. Dạ. Vậy là cất nhà xong rồi chị với anh đưa con mình lên Sài Gòn ha, phẫu thuật ha. Cất nhà xong là sắp xếp đi rồi. Có nghe nói là bác sĩ nói là khoảng bao nhiêu tháng hay bao nhiêu ký mới cái này bác sĩ nói là mổ được không? Ký. Bao nhiêu ký? Nó được 5 ký rồi, 4 tháng 5 ký bác sĩ nói lên ký rồi. Mà bác sĩ bữa đó em đi hỏi là em ơi mua sữa thêm đi, rồi em hỏi bác sĩ cái loại sữa nào bé bú được, rồi bác sĩ ra 2 to loại sữa. Mới hôm qua mua sữa cho bé đừng lo. Giờ bé bú cũng hơi nhiều. Lúc mà cho bé bú là được 20 ml, giác chiều là 40 ml. Bây giờ là cũng cố gắng đi, chờ đợi thời gian nữa cái cắt nhà cửa xong đó, rồi còn lại dư bao nhiêu tiền đó thì em cũng gửi lại cho gia đình được. Cháu đi ha. Chị Trinh với chị Kim Anh cũng có gửi 300 đô để cho chị đưa cháu đi phẫu thuật á. Thì sau khi cắt nhà xong thì Thiện sẽ gửi cái số tiền đó cho gia đình ha.
Nữa là làm toilet ở phía sau đó luôn phải không? Dạ. Nói thẳng luôn hả? Dạ. À, gia đình này thì chỉ được cha mẹ cho bằng với cái nền nhà cũ thôi. Mẹ tính cho 2 thước nữa mà mấy anh này nói từ 10-11 thước à. Mẹ tính kêu lột ra cái giấc nhà đó, cho được 2 thước nữa. Cho được 1 khúc nữa làm toilet không? Dạ, được. Uh-huh. Mẹ cho đó. Dạ. Sáng bàn gì đó, chú kia nó không biết. Rồi. Nếu gỡ đó được 2 thước mình làm toilet không rộng được. Đúng rồi. Mẹ cho mấy ông gài mà chưa được dỡ ra. Dạ. Cỡ cái nhà lớn gì trước. Thì có luôn cái toilet á để cho gia đình mình sinh hoạt nó cũng dễ ha. Dạ. Mẹ cho kêu dỡ mấy ông gài mà chưa có rảnh tay gỡ được. Dạ. Cái bữa nay gỡ luôn cũng được, cái gì đâu. Dạ. Chỉ khiêng cái xuồng ra thôi là dỡ cái nắp xuống được rồi. Dạ. À, cái khu vực này á là ở khúc phía sau hậu của người khác, rồi đất đai cũng không có, mà về vô nè thì mình chỉ có bơm cát thôi chứ ngoài ra thì không có đất vô nền đó, cho nên khi mà đợi cái nền nó cứng rồi đó thì mới bơm được. Rồi vậy cũng chúc mừng cho gia đình ha, cũng may mắn được các cô chú anh chị nhà hảo tâm nó giúp đỡ cho gia đình mình cất nhà, rồi có tiền cho con chữa bệnh nữa. Cũng sớm thôi mình cũng có căn nhà rồi. Thiện cũng chân thành cảm ơn đến các cô chú anh chị đã gửi tiền về cho Thiện để xây dựng cái căn nhà này cho anh Mao với chị Đậu. Thì hôm nay là cuối nền rồi, thì vài ngày tới là mình bơm cát lên mình lót nền xong rồi dựng nhà, còn xây toilet nữa. Yeah. À, thì sau đây Thiện sẽ quay cái chi tiết của cái nhà của gia đình được ba mẹ cho, được 4m, được 1m, rồi làm được cái toilet ở phía sau. Rồi bồng nó vô trong đó chị. Cái vật liệu thì mình chở tới trước, nhờ gia đình đẩy vô trong này để mấy anh em làm để cho nó nhanh. Ở sau này nó không có được rộng rãi, không có đường xá gì. Rồi cái nền này mình cũng cuốn lên là 3 cục, nâng cái độ cao nó lên luôn. Thì nền nhà này có sẵn rồi, mình chỉ nâng cái chiều cao lên là xây trên cái nền cũ luôn. Thì cái nền này là đảm bảo là không có còn bị lúng nữa, tại vì ở dưới này cũng đã tráng xi măng bê tông thì cũng lâu năm, cái nền nó cũng đã dẻ, nó bơm cát lên. Cái máy bơm này chắc vài bữa nó cũng phải dời nghe anh. Nó làm bằng cái nền nhà cũ luôn. Rồi sau này mẹ của chị cũng hứa cho khúc sau này để xây toilet đó. Rồi mình xây toilet nối đuôi vô luôn. Gia đình này cũng nghèo mà được cha mẹ cho được miếng đất cũng mừng. Có chỗ cất nhà chứ nhiều gia đình thì không có đất cất nhà luôn. Mai chở vật tư cho chú Tèo hả chị Xuân? Để bữa mùng 9 khởi công làm nhà lấy ngày. Nhóm thợ hồ này thì được 3 người một nhóm. Còn vật liệu thì đi đông hơn, vật liệu thì đi 4-5 người. Chú Út với Nhớ với em Phương là vừa đi chở vật liệu mà vừa cắt nhà luôn, chở tới đâu cắt tới đó. Hiện tại giờ cái nền cũ của ở nhà này cũng được 3 cục, giờ mình nâng lên thêm 3 cục nữa là 6 cục, hết ngập rồi.
Nhà anh đợt này làm vậy là chắc hết ngập rồi, chắc chắn luôn. Phương đi công tác. Rồi thì ngập quá. Nhà anh dỡ ra cũng chắc nát hết trơn hả? Mục hết rồi. Lâu rồi. Mua cái chiếc vỗ. Cái nhà cây của gia đình dỡ ra rồi làm củi luôn. Đây gắn làm rẻ rẻ dỡ ra hết năm. Dựng lên tới giờ. À từ 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 về cho nó. Con nó ở mình cho nó dột mưa qua. Cho tiền cô chú anh chị đóng góp thì Thiện sẽ để hiển thị lên trên màn hình video. Cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi video của Thiện ngày hôm nay nha. Thì sau khi cuốn nền xong đó, vài bữa sau bơm cát thì Thiện sẽ đến đây để cập nhật cái tiến trình xây dựng nhà này, gửi đến cho các cô chú anh chị các bạn xem.